Mai Quý Phi từ giai thị của Hàm Phong Đế, sinh ra hoàng tử cuối cùng của triều Thanh, từng bị giáng làm cung nữ vì hai tội tày trời, nhưng vẫn sống qua bốn đời vua. Theo lịch sử Trung Quốc, ba vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh đều không có con nối dõi. Đây cũng là một trong những lý do khiến Thanh triều dần suy vong. Vậy vị Phi Tần sinh ra hoàng tử cuối cùng cho nhà Thanh là ai? Mai Quý Phi từ giai thị sinh vào năm Đạo Quang thứ 15, tức năm 1835. Cha bà là Thành Ý, giữ một chức quan nhỏ là lĩnh thúc trong quân đội Bát Kỳ. Từ giai thị vốn chỉ là cung nữ do gia tộc bà thuộc tầng lớp bao y của chính Hoàng Kỳ. Có thể nói xuất thân của Từ giai thị rất thấp kém, thế nhưng trong những năm đầu làm cung nữ, bà đã may mắn được hoàng đế nhìn trúng và nạp làm phi tần. Từ cung nữ, Từ giai thị được Hàm Phong Đế sơ phong lên làm thường tại, hiệu là Mai, tức Hoa Hồng, trực tiếp bỏ qua hai cấp bậc là Đáp Ứng và Quan Nữ Tử. Có thể thấy Từ giai thị hẳn phải có nhan sắc rung động lòng người mới khiến Hàm Phong Đế chú ý đến bà giữa hàng trăm nghìn cung nữ trong cung. Điều này càng được khẳng định hơn bởi khi ấy, nhóm phi tần đầu tiên trong cung của Hàm Phong Đế đều có xuất thân cao quý, ví như Hiếu Trinh Hiển Hoàng Hậu, xuất thân Nữ Hổ Lộc Thị, sau là Từ An Thái Hậu, Lan Quý Nhân, xuất thân Diệp Hách Na Lạp Thị, sau là Từ Hy Thái Hậu, Lệ Quý Nhân, xuất thân Tha Tha Lạp Thị, sau là Trang Tĩnh Hoàng Quý Phi. Một phi tần có xuất thân cung nữ hèn kém như Từ giai thị lại có thể san sẻ ân sủng đế vương với những quý nữ bát kỳ như thế này là chuyện không hề đơn giản. Ít lâu sau đó, Hàm Phong Đế tấn phong bà từ thường tại lên làm Mai Quý Nhân. Những tưởng con đường trở thành phi tần đắc sủng của Từ giai thị sẽ rộng mở, nhưng không hiểu vì sao đến năm Hàm Phong thứ 5, bà bị Hàm Phong Đế giáng xuống làm thường tại, rồi tiếp tục giáng thẳng xuống làm quan nữ tử. Đang yên đang lành sao lại Từ giai thị từ thân phận chủ tử biến thành nô tỳ? Bà đã làm điều gì khiến Hàm Phong Đế tức giận đến vậy? Nguyên nhân giáng vị từ thường tại xuống đáp ứng năm đó được chiếu dụ của hoàng thượng ghi rõ như sau: Mai thường tại lăng nhục tỳ nữ, lại tùy tiện cười đùa với thái giám Tôn Lai Phúc, lệnh cho bãi bỏ phân vị của nàng, trừng phạt nghiêm khắc, giáng xuống làm quan nữ tử. Tôn Lai Phúc cũng phạt nặng và đuổi đi. Từ chiếu dụ này cho thấy Từ giai thị đã phạm phải hai điều tối kỵ của hoàng tộc: một là ngược đãi cung nữ, hai là cười đùa giỡn hớt với thái giám. Không ít người cho rằng nửa đời còn lại của Từ giai thị sẽ sống trong sự ghẻ lạnh và đơn côi từ đây. Ấy thế nhưng chỉ mấy ngày sau, có vẻ Hàm Phong Đế đã nguôi giận nên phục vị thường tại lại cho ái phi. Rất may là sau lần giáo huấn trước đó, Từ giai thị đã an phận hơn, toàn tâm toàn ý phục vụ đế vương chứ không còn tùy tiện như trước. Mai thường tại tiếp tục đắc sủng, được tấn thăng lại làm quý nhân. Đến năm Hàm Phong thứ 8, tức năm 1858, Mai Quý Nhân hạ sinh Hoàng Nhị Tử, nhưng cùng ngày hôm đó hoàng tử chết yểu. Đáng nói đứa con trai của Mai Quý Nhân thế mà lại là hoàng tử cuối cùng trong lịch sử nhà Thanh. Một tháng sau đó, để an ủi ái phi vẫn đang đau lòng cực độ vì mất con, Hàm Phong Đế tấn phong Mai Quý Nhân lên làm Mai Tần. Sau lần ấy, thể xác và tinh thần của Mai Tần đều kiệt quệ, nên bà cũng không sinh nở gì thêm nữa, phân vị cứ thế mà dừng ở Tần. Đến khi Hàm Phong Đế qua đời, Mai Tần tiếp tục sống qua hai đời vua nữa là Đồng Trị Đế và Quan Tự Đế, được tôn phong lên làm Mai Phi, rồi Mai Quý Phi. Năm Quan Tự thứ 16, tức năm 1890, Mai Quý Phi qua đời do bệnh tật tại Tử Cấm Thành, thọ 55 tuổi. 3 năm sau đó, bà được đưa đi an táng tại phi viên tẩm của Định Lăng. Như vậy, Mai Quý Phi từ giai thị đã trải qua 4 đời vua: Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị, Quan Tự. Dù từng không ít lần long đong vì bị giáng phân vị, nhưng nhìn chung, Từ giai thị vẫn sống an ổn và đạt đến phi vị lúc cuối đời, dù bà có xuất thân thấp kém, lại không có con cái. Đây là một trường hợp rất hiếm có trong lịch sử nhà Thanh. Thường phi Hát Xá Lý Thị của Đạo Quang Đế đột tử vì quá sợ hãi, nhập cung hàng chục năm nhưng luôn sống trong khổ cực, đến khi chết vẫn không thể nằm yên.
Ở thời Trung Hoa phong kiến, hầu như ai cũng cho rằng phụ nữ vào cung mới có thể thay đổi vận mệnh của bản thân. Do đó, đa số phụ nữ thời đấy đều hy vọng mình có thể tiến cung suôn sẻ và trở thành sủng phi của hoàng đế để đổi đời. Nhưng không phải phi tần hậu cung nào cũng có được những thứ mình muốn, nhất là vào cuối thời nhà Thanh, khi mà quyền lực phong kiến dần suy yếu, ngay cả hoàng đế còn không thể tự do tự tại, thì nữ nhân hậu cung làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý. Thường phi Hát Xá Lý Thị của hoàng đế Đạo Quang không may sinh ra vào thời kỳ bất ổn đó của Trung Hoa. Chính vì vậy mà dù ở trong cung cấm hàng chục năm nhưng vẫn sống rất vất vả. Hát Xá Lý Thị sinh năm Gia Khánh thứ 13, xuất thân Mãn Châu Tương Lam Kỳ. Hát Xá Lý Thị là một trong những gia tộc có nhiều hoàng hậu và phi tần nổi danh trong lịch sử. Dựa vào gia thế này mà bà dễ dàng được chọn trong đợt tuyển tú đầu tiên của hoàng đế. Bà được miêu tả là một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn hòa, ngoan ngoãn. Năm Đạo Quang thứ 2, Hát Xá Lý Thị nhập cung và được sơ phong quý nhân, trở thành một trong những phi tần lâu năm nhất của hoàng đế Đạo Quang. Từ đó không còn bất kỳ ghi chép nào về bà trong suốt thời gian còn lại trong thời hoàng đế Đạo Quang tại vị. Mãi đến thời hoàng đế Hàm Phong và hoàng đế Đồng Trị mới có ghi chép việc bà được tấn tôn và truy tôn. Trong khi đó, một vị phi tần khác của hoàng đế Đạo Quang cũng xuất thân Hát Xá Lý Thị là Trân Tần, cũng có những điểm bí ẩn đáng ngờ tương tự. Người này cũng nhập cung vào năm Đạo Quang thứ 2, có cùng ngày sinh và phụ mẫu như Thường Phi. Do vậy, nhiều học giả nghiên cứu sử cho rằng Thường Phi và Trân Tần là một người. Vào thời hoàng đế Đạo Quang tại vị, ông luôn tìm cách giảm chi phí cho hậu cung, cắt xén bữa ăn. Thậm chí phi tần hậu cung không được phép ăn thịt ngoài trừ dịp lễ Tết, không được trang điểm hay mặc xiêm y lộng lẫy. Do vậy, cuộc sống của Hát Xá Lý Thị cũng như các nữ nhân hậu cung khác đều khá vất vả. Bà phải sống như thế trong hàng chục năm sau đó. Theo ghi chép lịch sử, năm Đạo Quang thứ 2, hoàng đế Hàm Phong đăng cơ, tấn tôn Hát Xá Lý Thị làm hoàng khảo Thường Tần và an bài cho bà đến Viên Minh Viên dưỡng già. Không lâu sau đó, liên quân 8 nước tiến vào kinh thành. Lúc này Từ Hy Thái Hậu, hoàng đế Hàm Phong và các đại thần đã trốn đi tránh nạn, nhưng những phi tử lớn tuổi như Hát Xá Lý Thị thì bị giữ lại ở Viên Minh Viên. Lúc đó Viên Minh Viên bị đốt phá, Hát Xá Lý Thị phải tận mắt nhìn thấy đủ loại hành vi tồi tệ của quân địch nên rất sợ hãi. Chính vì vậy mà năm Hàm Phong thứ 10, bà đột tử vì quá kinh sợ, hưởng thọ 52 tuổi. Sau khi qua đời, hoàng đế Hàm Phong cũng không quá để tâm đến chuyện này, chỉ vội vàng cho người tạm thời an táng ở Điền Thôn Thấn Cung. Ngay trong đêm, kim quan của bà được chôn xuống một hố đã được đào sẵn, sau đó lấp đất không để lại dấu vết nào trên mặt đất. Năm Hàm Phong thứ 11, khi cục diện tạm thời lắng xuống, hoàng đế đã cho người đào kim quan của Hát Xá Lý Thị lên, sau đó di thể của bà được phụng di đến Tây Điện, mộ Đông Lăng ở Thanh Tây Lăng, quần thể lăng mộ triều nhà Thanh nằm phía tây Bắc Kinh. Đến khi hoàng đế Đồng Trị lên ngôi, ông truy phong Hát Xá Lý Thị làm hoàng khảo Thường Phi. Năm Đồng Trị thứ 2, kim quan của bà được an táng vào địa cung của mộ Đông Lăng.